Anh không về cũng được đó. Ê, về. Anh không về cũng được đó. Để cho chị Hai nói chuyện. Nhưng mà anh em nói với anh, nghĩ em phải nói cho con. Không được. Nhưng mà sao anh cấp em không được nói, em phải nói cho bãi bãi em sẽ tẻ thôi. Để cho chị nói. Dạ, dạ. Một anh quen anh, cô bán này đang là em quen. Nè, tôi vô giờ cái gì đâu mà không dám vô. Cô con nhỏ này. Mày sợ gì nữa không ra. Bác làm hả? Tôi nói với chị biết không? Làm sao cuối. Nếu mà cặp chồng tôi một lần nữa thì chị đừng có trách ta. Từ nhà mà quen chị là gia đình tôi non nó tiền bọt mất mất tất cả không còn cái gì. Mà để mà cái còn cái gì mà tôi út tôi về cũng gì ảnh tôi xấu ký. Chị điện thoại cho tôi vô biên là cũng gì ảnh mà tôi ra năm khẩu này. Tôi từ 50 ký mà quen biết với chị. Bây giờ tôi còn bao nhiêu mấy ký rồi mà biết. Ai vô nói chuyện. Anh không về cũng được đó. Ê, về. Anh không về cũng được đó. Để cho chị Hai nói chuyện. Nhưng mà anh là em nói với anh, nghĩ em phải nói cho con anh chị. Nhưng mà sao anh cấp em không được nói, em phải nói cho bãi bãi em sẽ tẻ thôi. Để cho chị nói cho bãi bãi em quen. Anh cô bán này đang là em quen. Nè tôi vô giờ cái gì đâu mà không dám vô. Cô con nhỏ này. Mày sợ gì nữa không ra. Bác làm hả? Thật tướng hả? Tiền bọt mất mất tất cả không còn cái gì mà đế.